Trọng Bách, số 88 Văn Sai, số 93 Xuân Nam. Cầu thủ cũng đã rất cố gắng để ra sân. Một phong cho Việt Tin Banh Hà Giang. Cú sút xa rất đẹp mắt của Tuấn Nghĩa. Vâng, một pha ăn mừng cho bóng màu trong áo. Đó là pha ăn mừng này sẽ dành tặng cho em bé của Sở Xây Dựng Đại Đứng Nhì Bảng có 18 điểm. Và ngày nay bóng sẽ gặp vừa tập cuộc tập giữa Bọc và Sở Xây Dựng ở sân 1. What?
Hãy subscribe.